Một nơi nên đặt chân đến để biết Thượng Đế đã tạo ra một thế giới rất là tuyệt vời. Jennifer, thương mại triệu đô, xin thân ái chào tất cả các bạn. San Antonio là điểm du lịch hàng đầu ở Texas, không quá náo nhiệt, ồn ào như New York, Las Vegas. San Antonio mang một vẻ đẹp thanh bình, hài hòa, cổ kính, xen lẫn hiện đại. Đây là một thành phố rất thích hợp cho những chuyến du lịch nghỉ dưỡng. Hôm nay Jennifer muốn gửi đến các bạn một thương mại đáng để đầu tư ở thành phố San Antonio. Đây là một nhà hàng có diện tích 2.5 acre với 150 parking đậu xe, đang được bán với giá trị 3.200.000 đô. Nếu chúng ta muốn toàn quyền sử dụng, sở hữu về cái đất đai và thương mại 100%, thì chúng ta cần có cái vốn khởi nghiệp là 30%. Nếu chúng ta muốn sở hữu về thương mại đang hoạt động thì giá trị sẽ là 1 triệu đô, và vốn khởi nghiệp chúng ta cần có là 50%. Điều đặc biệt cho người đầu tư là người chủ thương mại sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi để chúng ta có thể dễ dàng tiến hành các thủ tục vay vốn từ ngân hàng, hoặc là người chủ thương mại sẽ refinance cho người đầu tư. Một điểm Jennifer muốn nhấn mạnh về thương mại này là nhà hàng có diện tích 10.000 square feet, nhưng hai khu vực hoạt động lại song song mang về cho người đầu tư một khoản tiền rất là khủng. Với 4.000 square feet thì phía bên nhà hàng hoạt động vẫn mở cửa để phục vụ các món ăn Việt Hoa thuần túy, đặc trưng ba miền Bắc Trung Nam, cộng với các món ăn Trung Hoa nổi tiếng. Bên cạnh đó thì không gian về poker với 4.000 square feet gồm 10 bàn hoạt động rất là sôi nổi, nơi giải trí cho những người bản xứ và các sắc tộc khác, với diện tích đủ để những tiệc đám cưới, tiệc thôi nôi, sinh nhật chứa đến 150 người, thì việc tổ chức luôn luôn bận rộn và không ngừng nghỉ vào những cuối tuần. Một cái sân khấu đủ để cho những cặp đôi dìu nhau nhảy những vũ điệu tuyệt vời, quầy bar phục vụ rượu tương đối lớn và có những người pha rượu rất là chuyên nghiệp. Mặt khác, Jennifer cũng muốn giới thiệu về những license mà người chủ thương mại sẽ sang tên cho người đầu tư ở cái thành phố này. Về việc license bia rượu và license poker, nó rất là hạn chế, nên người chủ thương mại đã cho Jennifer biết mọi cái sự transfer cái license qua một cách hợp pháp để người đầu tư yên tâm tiếp tục hoạt động trong tương lai. Ngoài ra, bên phần không gian poker với 10 bàn thì người manager quản lý cái khu vực này và những người có nhiệm vụ phục vụ trong những cái bàn chơi là người bản xứ rất chuyên nghiệp, được tuyển từ các sòng bài lớn ở Las Vegas. Việc chúng ta đầu tư cơ sở thương mại này, cái phần trăm cạnh tranh rất là ít, vì việc có license hoạt động trong thành phố San Antonio là giới hạn. Một khâu cũng rất là quan trọng trong việc chúng ta đầu tư nhà hàng, Jennifer được biết những người nấu bếp chuyên nghiệp và những người phục vụ phần phía trên của không gian nhà hàng cũng sẵn lòng ở lại giúp người đầu tư tiếp tục công việc một cách tốt đẹp trong tương lai. Việc đầu tư sẽ dễ dàng trên đà phát triển không ngừng. Đầu tư đúng chỗ, bạn sẽ có được nhiều hơn những gì bạn nghĩ. Sự lựa chọn đầu tư đúng lúc, đúng thời điểm là một sự lựa chọn khôn ngoan nhất. Hãy để Jennifer là cánh tay nối dài giữa người chủ thương mại và người muốn đầu tư. Nhà hàng này nằm ở một địa thế rất là đắc địa, thuận lợi về các ngã giao thông, đặc biệt là những khu vui chơi giải trí của thành phố San Antonio, như là Riverwalk, một khu vực đi dạo du thuyền ngắm cảnh ở downtown vào ban đêm, một nơi lý tưởng có những điểm ăn uống, vui chơi,
Và khu du lịch The Pearl cũng là một khu du lịch lịch sử thời thượng của San Antonio, nơi nổi tiếng về danh lam thắng cảnh cũng như là ẩm thực tuyệt vời với những cái món ăn độc đáo, sản phẩm làm tươi mới và những cái nước sốt rất là đa dạng. Rồi những cái khách sạn chung quanh từ hạng sang tầm trung cho đến giá rẻ cũng rất là dễ tìm kiếm ở cái khu vực này. Đặc biệt người Việt Nam làm về Airbnb cũng rất là phát triển. Đây là một việc đầu tư không hề dễ, nhưng lại dễ kiếm tiền nếu chúng ta đầu tư đúng thời điểm. Có Jennifer tận tình tư vấn, chia sẻ từ khâu vay vốn, làm giấy tờ, đến việc điều hành các hoạt động, lại được sự trợ giúp nhiệt tình từ người chủ thương mại. Đó là một cái điểm cộng rất lớn cho người đầu tư. Nếu muốn biết thêm chi tiết cụ thể về đầu tư nhà hàng này hoặc những thương mại triệu đô khác, hãy gọi Jennifer số điện thoại 832-412-0169. Hãy để Jennifer luôn là cánh tay nối dài giữa người chủ thương mại. San Antonio, một điểm thu hút khách du lịch nổi tiếng của nước Mỹ, nơi mà có những viện bảo tàng lịch sử, trụ sở truyền giáo, tòa nhà kiến trúc, căn cứ, doanh trại quân đội, nơi mà có những sở thú, công viên giải trí cho những trẻ nhỏ, nơi mà có những địa điểm du lịch, nghỉ dưỡng rất đa dạng, phong phú. Rất vui được giới thiệu đến tất cả các bạn một thương mại triệu đô đáng để đầu tư. Chúc sức khỏe và bình an đến tất cả trong yêu thương. Thân ái chào tạm biệt. Jennifer hẹn gặp lại các bạn trong những video kế tiếp.